Xin chào tất cả các anh em nha, video hướng dẫn tất cả anh em theo chương trình iGop nhận top cần bot coin, nhận hai top cần bot bên từ iGop bot coin. Để tham gia gian mời link phần link mô tả, mình mở Telegram ra bấm nút start để chốt các bạn, bấm nút start ra rồi bạn lướt cấp trang các bạn. Vì hôm qua mình đã có làm video đăng lên mà lướt cấp trang quậy thôi mình bỏ luôn. Này mình mới làm lại, mình thấy kẹo này khá là ngon nên mình làm lại nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là máy, này khó giải trưởng luôn các bạn. Qua wow, mình đồng nửa tiếng đồng hồ mình lướt cấp các anh em nhấp vào, anh em submit nha anh em. Qua này mình ha, lướt cấp trà muốn mát luôn. Quả chó. Rồi anh em bắt đáp lên anh em. Rồi anh em bấm trà. Cấp trà gì khó giải trưởng thì lọt xuống. Vô đầu tiên các bạn join vào hai kênh trailer nữa các bạn. Các bạn chờ lâu chút. Rồi các bạn join xong các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi theo world thì các bạn follow account theo world và tăng 3 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót đến trang theo world của mình các bạn. Cái tay nè, các bạn đi tiếp cho comment nè, các bạn người bạn vào các bạn, vs cộng 2 cộng 3. Rồi các bạn test lại các bạn. Các bạn chung lại like nó bài nó đi các bạn. Lít trên sàn Hubi Guban Binance Dex này các bạn. Khá là ngon các bạn. Các bạn mới đắp lên nè. Các bạn nên làm con này các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit đi tên các bạn. Rồi các bạn join chưa? Các bạn điền lại cái username. Điền lại username Telegram mình nè. Bạn vào setting copy username mình các bạn. Chờ này dễ làm lắm các bạn ơi. Rồi các bạn cũng điền là username theo cộng win vn là hết chính, mình làm chậm chậm cho tất cả các bạn luôn các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ ARC mua với chocolate nha mọi người. Middle Media Chain chocolate, MySell Wallet, MetaMask thì được nha mọi người. Rồi bạn giật chứ ta. Sao nó văng ra luôn rồi ta. Rồi bạn quách địa chỉ gian thác của mình vào các bạn. AC10 đi nè. Rồi bạn gỡ. Rồi bạn chạy nó phản hồi các bạn. Có phản hồi gì không. Rồi như vậy mình bấm vào đây nó tiếp tục các bạn. Rồi như vậy mình đã hoàn thành dự án nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, mình hẹn các bạn vào những video của clip tiếp theo của mình nha. Dự án này khá là đơn giản.